Chào mừng tất cả bạn đã đến với kênh Bản Vẽ Nhà. Chúc bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Hôm nay thì kênh Bản Vẽ Nhà xin giới thiệu cho các bạn một cái mẫu nhà mà mình vừa mới thiết kế như là trên màn hình. Với chiều rộng của ngôi nhà là 8 m, các bạn có thể nhìn trên đây, chiều rộng là 8 m và chiều dài là 15 m nhé các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ có một cái mẫu nhà vô cùng ưng ý dành cho tất cả bạn. Đây là mô hình 3D nhé. Còn bây giờ thì mình xin giới thiệu về cách sắp đặt và bố trí ngôi nhà này cho các bạn xem. Đừng quên là hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Nếu thấy video của mình hay, hoặc chia sẻ video này cho các bạn của bạn xem để đón nhận những cái video mới nhất từ kênh Bản Vẽ Nhà. Về phía bên góc phải đó chính là cái mặt phía bên ngoài của ngôi nhà. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi và xem kích thước và bố trí của ngôi nhà này như thế nào nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ có phần sảnh dùng với hệ máy thái các bạn nhé. Về phía bên ngoài thì mình đã để bức ảnh ở bên ngoài rồi. Đấy, các bạn có thể nhìn dung được ở phía ngôi nhà của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bên trong ngôi nhà. Đằng trước thì chúng ta có hai sảnh này, hai sảnh đó. Với chiều rộng là 8 m, các bạn có thể nhìn trên màn hình đây. Con chuột của mình đây, chiều rộng là 8 m thì mình đã chia ra hai khoảng, đó là chúng ta sẽ có kích thước của nó là 15 này. Với khu vực phòng khách thì mình sẽ có kích thước là 5m2 các bạn nhé. Cái những số là 200, 100 này là những cái bức tường các bạn nhé. Đó, 5m2 này, các bạn có thể gióng sang bên này 5m2, và chúng ta sẽ có chia đôi khẩu này ra, và bức tường ở đây là 20 phân thì là mình viết là 200, là 200 mm các bạn nhé. Đó, thì chúng ta sẽ cộng vào và để được 8 mét nhé các bạn nhé. Chúng ta cộng ở đây sẽ là 3,6 là đó, 3,8 cộng với cả 3,6 thì nó rơi vào 6,4 và cộng mỗi bức tường là 20 phân này các bạn thì đó là 8 mét đó. Chúng ta sẽ có kích thước của phòng khách là chúng ta sẽ lấy là 5m2 nhân cả 3m8 ở bên này nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ ra cái kích thước của khu vực phòng khách này thì nó rơi vào tầm đặt hai ở đây là 20m2 nhé các bạn nhé, 20m2, và cái phòng ngủ ở đây chúng ta sẽ có 3m6 nhân 2 thì đây là cái phòng ngủ mà dành cho bố mẹ sinh hoạt nhé. Và tiếp đến là chúng ta sẽ có hai phòng ngủ dành cho các con đó. Tương tự thì chúng ta sẽ có khu vực phòng khách, phòng ngủ. Phòng ngủ đầu tiên thì mình đã thiết kế với đây, các bạn có thể xem mình đã thiết kế khu vực khép kín cho cái khu vực phòng ngủ đầu tiên này nhé các bạn nhé. Thì với khu vực phòng ngủ này thì mình đang có kích thước là một chiều rộng là 1m4 này, và chiều dài của nó thì rơi vào tầm 2m7 cho đến 3m các bạn đó, từ 2m6 các bạn. Chúng ta còn cái lối đi vào đây đó. Khu vực phòng vệ sinh này thì sẽ dành riêng cho khu vực phòng ngủ rộng này để cho bố mẹ sinh hoạt cho nó tiện dụng nha các bạn nhé. Và tiếp đến, nếu như bạn nào không thích xây phòng vệ sinh ở trong phòng ngủ thì các bạn cũng có thể bỏ đi, không có vấn đề gì. Đó, thì tiếp đến là chúng ta sẽ có một khu vực phòng ngủ số 2 dành cho con với chiều rộng của nó là 3m, 3m50. Ở cái khu vực vì sao mình lại xây dựng theo cái kiểu nó thu thò này, để cho các bạn khi mà để tủ quần áo vào ấy, thì nó sẽ vừa fit nhé. Ở đây mình quên chưa bố trí tủ quần áo các bạn nhé. Không, nhiều bạn lại hỏi là tại sao lại cứ thu thò như vậy. Khi mà chúng ta để như này ấy, thì chúng ta sẽ có cái tủ quần áo của ta là rộng 50 các bạn ạ. Chúng ta sẽ để vừa fit cái tủ quần áo ở đây, làm cho một cái bức tường nó thẳng, sẽ gọn hơn, nó không bị lồi lõm các bạn đó. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ có hai phòng ngủ này, hai phòng ngủ là cũng tương đối là rộng rãi đấy, 3,5 và nhân là 3,6 các bạn nhé, thì là nó cũng khá là rộng rãi rồi, hơn 12m2, 12m2 các bạn ạ. Tiếp đến là mình có một cái khu vực bếp này, đó, khu vực bếp này thì mình đã thiết kế một cái hành lang phụ để lấy sáng này, đây cái cửa này, đó là một cái sạch. Các bạn nhé, khi mà chúng ta mở ra đây thì tất cả khu vực này nó sẽ chiếu sáng rất là bộ đây, và đặc biệt là khu vực phòng khách thì mình sử dụng một cái
hệ làm vũ nha các bạn nhé. Nếu như bạn nào mà chưa biết hệ làm vũ thì các bạn có thể lên trên Google, các bạn để đánh là vách ngăn phòng khách CNC nha các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ có rất nhiều gợi ý, thứ nhất là bằng gỗ này, thứ hai là bằng nhựa này, thứ ba là bằng nhôm các bạn nhé. Chúng ta sẽ có rất nhiều mẫu trang trí ở đây vô cùng đẹp các bạn. Các bạn yên tâm rằng với mẫu này thì mình thiết kế thì phòng khách của các bạn khi mà các bạn cho vào đây thì rất là đẹp luôn. Ở đây thì mình bố trí nhầm mất tivi ở đây, nhưng mà thực ra là tivi nó để ở đây nhé các bạn nhé, được không sao. Đó, vị trí khu vực bàn ăn thì mình để thiết kế ngay lối ở đây để ánh sáng mọi người được ngồi. Đó, và chúng ta sẽ có một cái bếp. Bếp thì ở đây mình có thiết kế cái bàn ở đây để chúng ta kiểu dạng bếp, kiểu quầy bar ấy. Khi mà chúng ta vừa nói chuyện mà vừa ngồi đây có thể pha ngồi nước đây cũng được, rất chi là tiện dụng. Và tiếp đến là khu vực hai khu vực cuối thì mình thiết kế là khu vực nhà vệ sinh ở phía dưới nhé các bạn nhé. Đặc biệt là ở đây mình sẽ thiết kế riêng biệt ra khu vực vệ sinh này và khu vực phòng riêng, và đặc biệt là đằng trước này cái ô đây thì chúng ta sẽ làm cái sân, gọi là cái chỗ này chúng ta sẽ để máy giặt ở đây này. Đấy, để máy giặt này, rửa chân tay ở ngoài này đó, thì nó cũng rất chi là tiện lợi luôn. Đó là phần công năng của cái ngôi nhà này. Thì video của mình cũng khá là dài rồi, hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn một cái mẫu nhà tương đối là mẫu nhà cấp 4 mà 8x15m mà 3 phòng ngủ này, có phòng vệ sinh riêng biệt với nhau, và chúng ta nói chung là mẫu nhà này mình thấy khá là hợp lý. Về phần kích thước thì mình cũng đã giới thiệu qua cho các bạn rồi. Đó, thì các bạn cũng có thể nhìn kích thước ở đây, và như mình vừa mới giới thiệu thôi thì kích thước này nó cũng như vậy thôi. Tại khu vực nhà vệ sinh thì kích thước của nó là 2m7 nhé các bạn, ở phía cuối này là 2m7 và rộng của nó thì là 3m8 rồi. Đó, các bạn cứ thế thôi. Bạn nào nếu mà có kiến thức về xây dựng rồi thì mình nghĩ là khi mà nhìn video của mình thì bạn cũng có thể xây dựng được luôn cái mẫu nhà này, không có gì khó khăn. Và phía mặt tiền thì bạn có thể nhìn là hình ở bên cạnh đó là cái mặt tiền. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.